Bây giờ bọn mình sẽ bắn mắt, bắn tất cả vào hộp hộp kỹ thuật rồi sẽ đi bắn xung quanh cái tòa nhà này, sẽ đi nắp xung quanh cái tòa nhà này luôn các bạn. Đây kiểu như là nhà đặt ở giữa mảnh đất, xong xung quanh là tường bao ấy. Sẽ dùng tất cả những mắt này. Vỏ sắt IP, vỏ lơ vu, vỏ mic, vỏ VOE, vỏ thẻ nhớ, nhưng mà không lắp thẻ nhớ, ổ cứng 4T rồi, cần gì thẻ nhớ nữa.